Ôn Uyển, tối nay chúng ta có thể bù đắp đêm tân hôn không? Anh nghe tiếng cái giường này không? Chắc chắn nó không sống lâu đâu. Nên tối nay anh phải ngoan ngoãn đấy. Đừng có làm nó khổ sở. Chu Vân Đình nhìn Giang Ôn Uyển với ánh mắt nóng bỏng. Được, anh không làm khổ nó đâu. Anh chỉ làm khổ em thôi. Ngày hôm sau, ai bảo em theo qua đây? Em nhớ chị Giang mà. Nên đến tìm chị ấy. Lát nữa anh sẽ đưa em về. Không được ngủ lại đây. Và sau này không được gọi cô ấy là chị Giang nữa. Phải gọi là chị dâu. Đừng gọi sai. Không thì anh nghe thấy lần nào đánh em lần đó. Em không về đâu. Em không về. Em, không về. em muốn ở với chị Giang gọi gì thì nghĩ kỹ rồi hãy nói chị ra ôi trời ơi chị dâu chị dâu ơi chị mau ra đây anh ấy bắt nạt em thôi nào vân đình anh qua bên kia gọi điện đi đừng để mẹ lo lắng mắt bà mới hết sưng được rồi Tuyển huyền em không phải đắp mặt nạ sao vậy anh tiện thể đi mua mặt nạ nhé vâng chị dâu em nhớ chị quá được rồi, lát chị sẽ dẫn em đi chơi một lúc Thích quá, vẫn là chị dâu tốt nhất Chị dâu nhìn này, chị dâu của tiểu anh thì không tốt chút nào Ngày nào cũng bắt cô ấy làm nhiều việc lắm Chị dâu, chị còn kẹo không? Cho em hai viên được không? Được, nhưng sau này em phải ngoan ngoãn nhé, được không? Được. được Tiểu Anh, cho em ăn kẹo này Tiểu Giã, đứa trẻ này vẫn rất có tình thương Tiểu Giã, cảm ơn cậu Được rồi Tiểu Anh, em mau về đi Mình đi chơi với chị dâu đây Chị dâu, em ở đây vài ngày được không? Mẹ em cứ ôm em khóc hoài Em không muốn về Em còn biết điều đó à? Lát nữa anh em về là em phải về ngay Giờ mẹ em không thấy em chắc sẽ khóc đấy Lẽ nào em nỡ để bà ấy buồn lòng sao? Em cũng không nữa Nhưng mà thôi được rồi Khi em thuyết phục được mẹ Em có thể qua đây ở vài ngày không Trước đây khi chúng ta đi tàu Chị đâu có đối xử với em như vậy Có anh rồi chị thay đổi rồi Chị không thích em nữa phải không Đừng có làm nũng với chị Nhóc con Vô ích thôi Trừ khi được mẹ em đồng ý Nếu không em đến đây ngày nào Chị sẽ đưa em về ngày đó Được rồi Em sẽ cố gắng Chiều Chu Vân Đình về Đưa Chu Giá về nhà Tối đó Giang Ôn Huyền viết lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua Định gửi cho Chu Tiểu Dân Lúc này Chu Vân Đình cũng vừa về Em đã kể cho Tiểu Dân chuyện của Hồ Thanh Hoa và mẹ cô ấy rồi. Những chuyện này đều có thể nói phải không? Nếu không thể nói em sẽ viết lại. Không sao, miễn là không liên quan đến quân sự thì đều được cả. Vậy được rồi, khi nào anh xuống huyện thì gửi thư này đi nhé. Không cần đưa cho anh đâu, ngày mai khi anh tập luyện, nhà trương thuận giúp gửi là được rồi. Chúng ta ăn sớm đi, tối nay còn có việc chính. Việc chính gì vậy? Là chu Vân đình thì thầm vài câu vào tai giang ôn uyển. Thôi đi, ngày mai anh còn phải tập luyện mà, không sợ lúc đó chân mày nuống bị người ta cười à? Chân mày mà, thử xem nào. Anh buông em ra nhanh Cửa còn chưa đóng kia ừ. Đúng rồi, Nhân em đợi anh nhé Anh đi đóng cửa đây Sau đó hai người lại bận rộn đến tận khuya Sáng hôm sau, Chu Vân Đình đi sớm Mở cửa, mở cửa ra Tôi biết trong nhà có người Mong mở cửa ra Mở cửa, mong mở cửa, cửa. Sao sớm thế này là ai vậy? Mời đến có hai ngày Em chỉ mới ra sân có một lần Còn chưa quen các gì ở đây Không biết ai đến gây sự đây Mở cửa, mong mở cửa Chị tưởng, sáng sớm thế này chị làm gì vậy? Chú Văn Đình và vợ cậu ấy mới đến. Có làm gì chọc giận chị đâu. Sáng sớm đã đến đập cửa nhà người ta. Các người biết gì chứ? Tiểu anh nhà tôi suýt bị nó hại chết rồi. Ôi trời ơi Ái cha, lưng tôi Tôi không chịu nổi nữa Cô dâu mời đến khu gia đình binh sĩ này Sao lại đánh người thế Thưa gì, gì là ai vậy Cháu mời đến hôm kia Hôm qua hầu như không ra ngoài Cháu đâu biết đã đắc tội với gì chỗ nào Cô, ôi lưng tôi Tôi làm sao Cô sáng sớm đã đến đập cửa nhà tôi Tôi sợ cô nóng lòng Nên vội vàng mở cửa Không mở mở quá nhanh Lại vô tình làm cô ngã Cô có thể nói xem Sáng sớm cô đến đập cửa có chuyện gì không có phải hôm qua các người cho con gái tôi ăn kẹo không? Ai cho phép các người cho con gái tôi ăn kẹo? Tối qua tôi đã ép cô ấy ăn mấy muỗng mỡ lợn. Để nôn ra, con gái tôi chưa bao giờ ăn đồ bên ngoài cả. Chị à, tôi cho con gái chị ăn kẹo cũng có lỗi sao? Ai biết kẹo các người cho con gái tôi ăn sạch sẽ hay không? Tôi nói cho cô biết, con gái tôi giờ đang sốt. Tôi đã đưa đến bác sĩ quân khu khám rồi. Tiền thuốc các người phải trả. Ngoài ra còn phải bồi thường nữa. Giang Ôn huyền ngẩng đầu nhìn trời. Bây giờ là ban ngày mà chị lừa tôi à? Ai lừa cô chứ? Ừ. Rõ ràng là cô cho con gái tôi sẽ... ăn kẹo gì đó không biết. Tôi thấy kiểu đó rõ ràng có vấn đề. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, cô cứ chờ mà đến mạng đi. Chị tưởng chị làm vậy có ý nghĩa gì? Chị nói xem chiều này chị đã dùng bao nhiêu lần rồi. Đúng vậy. Lần trước tôi dán cá nhỏ cho con gái cô ấy ăn một con. Hôm sau con gái cô ấy bị đau bụng. Đòi tôi bồi thường. Cũng không biết sao đại ủy cam lại cưới được một người hay gây rối thế này. Đúng vậy. Cứ miệng nói từ nông thôn đến. Người từ nông thôn đến đều như vậy sao? Tôi cũng từ nông thôn đến. Nhưng có giống cô ta đâu. Tôi nói này, tiểu anh sống được đến giờ. Thật sự là một phép màu đấy. Cứ ba ngày một trận, năm ngày một phen bị hành hạ. Mặc kệ các người. Mở cửa ra, mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Đừng tưởng cô là vợ đại châu, ta có thể trốn tránh trách nhiệm, nếu cô không bồi thường, tôi sẽ đi gặp sư trưởng châu để ông ấy xem con dâu mình là hạng người gì. Đi thôi, chị không phải nói con gái chị bị ốm sao? Đang ở bệnh viện quân khu phải không? Tôi sẽ đến thăm ngay bây giờ. Tiện thể là một cuộc kiểm tra toàn diện cho cô ấy. Tôi cũng có chứng chỉ hành nghề y, đi thôi. Đi thì đi, dù sao con gái tôi giờ đang sốt cũng không thể giả được. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy xuất chi cầu giáp vào cài view, hộp đầu nét cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.